chào tất cả các bạn ơi, hôm nay bạn Sữa, bạn ấy sẽ cho gà con ăn cám cỏ đây. Wow, hai chú gà con rất là xinh ở đây nha. Chúng mình cho vừa đấy con, cho từ từ để cho hai bạn gà ăn nhé. Đúng rồi, con này bảo như thế nào nhỉ? Gà ăn đi. Gà ơi ăn ngoan nhé, ăn hết đi rồi chị lại cho nhé. Đúng rồi, em Thảo cũng cho gà ăn cắm cò đấy. Sữa có thích gà không con? Không, mình cho từ từ thôi con. Cho nhiều quá bạn ấy cũng sợ đấy. Uyên cho từ từ thôi con. Chíp 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 ơi. Chíp 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 chíp. Thảo ơi, Thảo mở gà ơi ăn đi. Gà ơi ăn đi. Gà ơi. Chíp 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 chíp. Hai bạn gà đấy, hai bạn gà mới lở rất là xinh nha. Thôi cho thế thôi con ơi. Thôi con ạ, cho thế là nhiều rồi. Ôi. Trời ơi, bạn gà đáng yêu không? Vào mồm nó bạn ấy ăn. Con để sát vào đây đi. Đây con để sát vào đây cho bạn ấy ăn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.